cho toàn thể các bạn nhé. Chào các bạn đã trở lại clip tiếp theo của tôi. Thì trong cái clip này hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách mà chúng ta cắt tỉa những cái cành hoa hồng để mà chúng ta tạo ra một cái thân chi cực kỳ đẹp và rất chi là dễ dàng. Đấy, nhiều bạn không để ý đến cái vấn đề này đâu. Thì bây giờ mời toàn thể và các bạn cùng theo dõi video để xem mà tôi sẽ tiến hành cắt nó như thế nào và cho các bạn cùng xem hình ảnh thực tế nhé. Đây các bạn ơi, đây điển hình là một cái cành này, các bạn nhìn nhé. Các bạn nhìn là từ gốc này trở lên đến trên này thì nó có cái khoảng cách là đến cái đoạn ngã rẽ này này, đoạn là phân nhánh này thì nó có khoảng cách là tầm khoảng hơn 20 phân thôi. Thì nếu mà để nói như thế này thì chúng ta gọi là nó chưa được thành một dáng chi, đúng không? Bởi vì lên đây nó đã bị rẽ ra rồi thì nó không còn là dáng chi nữa. Thì như hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách mà để chúng ta tạo thành một cái thân chi mà nó được cái thân gốc của nó dài, dài và đẹp. Thì chúng ta phải làm gì? Đây thưa các bạn nhé, cái việc đó là rất chỉ đơn giản. Chúng ta chỉ việc là cắt bỏ cái cành này đi. Đây các bạn nhé, tôi sẽ cắt đây cho các bạn xem nhé. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta bỏ hẳn cái phần ngã rẽ này của nó đi. Rồi trong hai cái phần nhánh này, các bạn xem cái phần nhánh nào nó mập hơn và nó dài hơn thì các bạn hãy để cái nhánh đó và các bạn cắt cái nhánh kia đi. Đây các bạn nhé, thì tôi thấy là cái nhánh này nó dài hơn này. Chi thì chúng ta nên tuyển những cái thằng chi dài, đúng không? Có năng là âm thanh nó hơi bị nhiễu tạp bởi tiếng gió, các bạn thông cảm, tôi đang ở ngoài vườn. Thì đây chúng ta cắt cái cành này đi. Đấy các bạn thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta đã có một cái thân chi dài như này rồi. Đấy, cái việc cắt tỉa đi nó để tạo thành một cái cây chi nó rất là đơn giản thế thôi. Đấy là chúng ta đã có một cái cây chi rồi. Đấy, đây là một cành nha, điển hình cho các bạn xem nhé. Tiếp đến là một cái cành này như này. Đây đúng không ạ? Như thế này, như các bạn có thể gọi nó không phải là thân chi, đúng không? Bởi vì là từ đây đi vào cái phần nhánh của nó thì nó rất là ngắn. Bởi vì nó có cái mấu này nên nó chia mất rồi thì không còn là chi nữa. Thế nhưng bây giờ chúng ta chỉ phải cắt nó đi, cắt cái nhánh đi này này. Đây các bạn thấy chưa? Thế là chúng ta đã có một cái thân chi. Đấy, rất là đơn giản đúng không? Tuy là nó không thẳng nhưng mà sau này chúng ta sẽ lẹp nó lại thì nó sẽ thành một cái thân chi thẳng thôi. Đấy, đây là một cái cành thứ hai điển hình nhá, và một cái cành thứ ba này, các bạn nhìn này. Đây, cành thứ ba nó lên từ gốc trở lên này. Rất chi là dài. Đoạn này này, cái đoạn này của nó đã được tương đối dài rồi thì cái thân này năm nay nên dáng chi đẹp cực kỳ luôn. Thì những cái mầm này chúng ta cắt nó đi này. Cắt nó đi. Trên này cũng vậy nhá. Trên này chúng ta chọn cái mầm nào mà nó thẳng nhất và nó to nhất, dài nhất thì chúng ta cắt những cái mầm khác đi. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thế là chúng ta đã có một cái cây chi dài không? Rất chi là dài nhá. Nó còn non như này mà nó đã dài được tầm nó khoảng 60 phân rồi thì năm mai nó, nếu mà nó chúng ta lẹp nó vào nó thẳng thành một thân chi thì phải nói là quá đỉnh luôn. Chi tuyển đấy. Rồi, tiếp tục là đến cái cành này. Như các bạn nhìn này, cái cành này là một cành rất chi là cong đúng không? Nếu mà từ đây, từ cái chỗ tay tôi chỉ này lên đến đây là nó đã cong mất rồi, nó không còn là thân chi nữa. Thì nếu như bình thường các bạn mà không biết, các bạn bỏ đi, đây không còn là thân chi, chúng ta này, một là chúng ta cắt tỉa đến đây, bỏ đi rất là lãng phí. Thì thay vào việc đó là chúng ta cắt ở đây này các bạn này. Đây, chúng ta cắt ở đây đi nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Cắt đi nó hơi cong một tí, sau chúng ta lại nẹp nó vào. Chúng ta dùng gỗ chúng ta nẹp nó vào nên lại thành một thân chi dài. Đây các bạn nhìn thấy nó dài chưa? Đấy, so vào đến gốc rất là dài. Đấy. Thế là sơ sơ qua là tôi đã được một thành cành này, hai cành, ba cành, bốn cành chi rồi nhá. Đấy, đấy là tôi chỉ là sơ điểm thôi. Còn rất nhiều những cành như thế nữa. Xin lỗi các bạn là ở ngoài đồng này đâm ra là cái tiếng gió nó hơi mạnh, các bạn thông cảm cho tôi nhé. Đấy. Đây một cái cành nữa, còn đang là tôi đang tính là tuyển chi này. Nhưng cành này giờ tuyển thì hơi tiếc bởi vì là sau này tôi định cắt cái cành này đi, nhưng sau này cái cành này biết đâu nó lại thành một cái thân chi nữa. Thì một cái thân chi này tôi nuôi được hai thân chi. Thì để tôi xem tôi cắt cái theo kiểu nào nhỉ. Đây này, các bạn nhé, tôi cắt đây đi này. Tôi cắt đây đi này. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái gốc của nó dài chưa? Cái thân nó dài đến tận gốc chưa? Đây là chúng ta được một cái thân chi rồi nhá. Đấy. Còn cái thân chi này năm nay tôi nuôi lớn lớn tí nữa thì sau tôi sẽ chiết ở đoạn này này. Các bạn nhìn thấy chỗ cái đầu kéo tôi chưa? Tôi chiết ở đây. Thế là tôi lại được một cái thân chi mới nữa. Và cái thân này sau khi tôi chiết ra rễ xong tôi cắt phẳng nó đi, tôi lẹp lại thì là thành hai thân chi trên một cây. Đấy, cái việc làm này rất là đơn giản, các bạn thấy chưa? Đơn giản lắm. Và đây nữa này. Để tôi cắt tiếp cái cành này cho các bạn xem nhé. Đây cũng được một cái thân chi rồi này. Cây của tôi nếu mà để loại theo cái kiểu đó được rất nhiều chi. Đây các bạn nhìn này, đây có hai cành đúng không? Một cành thấp, cành cao. Chúng ta cắt cái cành thấp đi. Cắt cành thấp đi. Đấy, chúng ta đã có một cái thân chi cực kỳ dài rồi. Là mai nó lớn nên nó sẽ lấp đầy hoặc là nó sẽ to đều, là cây nó thẳng đẹp mà. Chúng ta lẹp vào nó đẹp lắm. Đấy nhá. Một cây nữa này. Tiếp theo một cái thân chi nào nữa để tôi cho các bạn xem nhỉ, cho nó dễ. Rồi là sau về cuối tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta thiết
cái thân chúng ta cắt để mà có được một cái thân chi thẳng đẹp. Rất nhiều cành nữa tôi cũng đang phân vân luyến tiếc là lên tạo chi theo kiểu nào. Đây ạ, đây là một cái thân nữa này, các bạn nhìn này, nó thân nó dài từ gốc trở lên đúng không, nó dài từ gốc trở lên đến đây này, rất chi là dài. Thì tôi cũng đang phân vân này. Được rồi, quyết định đi, quyết định ngay và luôn, nhanh chóng là chúng ta, tôi để ngắm cái cành nào đẹp đây, tôi sẽ cắt cành này đi. Tuy là cành này là cành chính nhá các bạn nhé, cành này là cành chính ra đầu tiên đấy, nhưng mà tôi vẫn cắt nó đi, cắt bỏ hẳn nó đi. Đây các bạn thấy chưa, để tôi lấy cái cành này, bởi vì cành này nó dài hơn, nó dài hơn đấy. Thì chúng ta đã có một cái cây chi dài, rất chi là dài rồi đúng không đấy. Việc tạo thân chi nó đơn giản thôi. Những cái cây hồng ấy mà chúng ta tạo được cái thân chi ấy, thì cái giá thành nó sẽ cao hơn rất là nhiều đối với những cây hồng mà chúng ta cắt theo kiểu cắt bụi, cắt theo kiểu dáng bụi nhé. Đấy, thế là thành một cây chi rồi. Thì bây giờ mời toàn thể các bạn là xem cái cách tôi buộc thân chi nó như nào nhé. Dạ đây thưa với các bạn nhé, đây là một cái cành điển hình mà sau khi chúng ta cắt cái cành nhánh rồi nó lên một cái mầm mới đấy. Chúng ta chỉ cần cắt từ sớm thì cái mầm mới nó lên nó sẽ rất chi là to, và to bằng cái cành chính luôn. Thì nó sẽ coi như là cái độ thẳng của thân nó sẽ thẳng hơn rất chi là nhiều đấy. Một cái cành chi mà nó cao như này thì đây là với cái chiều cao nó tầm khoảng 70 phân rồi đấy. Để một thời gian nữa nó lớn hơn thì nó sẽ cao hơn. Thì đây là dáng chi tuyển rất chi là đẹp đúng không? Nếu chúng ta mà không cắt tỉa những cành này thì làm sao mà được dáng chi, nó sẽ coi như là chia đôi ở đây ra mà nó sẽ không phát triển cái chiều dài nữa. Đấy, đây là một cái cành mà tôi đã cắt rồi nhá. Và đây một cái cành nữa các bạn này, cành nữa này tôi cũng đã cắt rồi và đã tiến hành nẹp nó vào rồi này. Đây cái vết cắt đây các bạn nhìn thấy chưa, đây ạ. Đấy, nẹp thẳng nó vào, nẹp thẳng nó vào thì cái cành của chúng ta sau này nó sẽ thẳng hơn đấy. Còn ở vế bên này cũng vậy, đây còn là cũng là những cái cành mà tôi tiến hành là cắt là giữ lại một cái mầm chính của nó để cho nó coi như là sau năm mai mà nó sẽ liền cái vết cắt này của chúng ta này, sau nó sẽ thẳng thân hơn. Đấy, chúng ta tiến hành lẹp nó vào bằng một cái thanh gỗ thật chi là thẳng. Chúng ta có thể dùng dây, hoặc là chúng ta có thể dùng cái dây thít này, hoặc là dùng cái dây dứa chúng ta buộc nó vào. Đấy, cái việc tạo một cái thân chi này rất chi là đơn giản. Nhiều khi các bạn mà không biết ấy, các bạn cứ cắt tùm lao tùm lum ấy, thì là chúng ta coi như là vô tình đã để mất một cái thân chi rồi đấy. Cái thân chi đối với một cái cây mà thân chi thì nó đắt gấp đôi gấp ba lần tiền của những cái cây mà kiểu như là dáng bụi nhá các bạn nhé. Cho nên là cái việc mà chúng ta tạo thân chi này rất chi là cần thiết. Nếu như mà những cái cành nào mà chúng ta ngắm có thể tạo được thân chi thì chúng ta hãy cố gắng tạo cho nó một cái thân chi. Đây giống như cái cành cắt này các bạn nhìn thấy chưa này. Đấy, để tôi lấy led cho các bạn nhìn đây này. Đấy, nẹp thẳng ra là thành thân chi hết mà. Những cái cành này nữa vậy này, những cành này sau là tôi cũng nẹp hết thành thân chi này. Rồi, nếu mà nó ngắn quá thì những cái mầm này này các bạn này, những cái mầm này chúng ta cắt hết đi này, chúng ta để lại một cái mầm này. Đấy, ví dụ như một mầm này chúng ta để lại nhé, sau mà chúng ta lẹp nó vào thì là những cái mầm này chúng ta cắt hết đi này, mầm hai bên này cắt hết đi, thế là nó thành cái thân chi thôi, đơn giản lắm. Cho nên là để mà nói, nhiều bạn nói bảo là một cái cây hồng của tôi nếu mà để tuyển chi nó chả được bao nhiêu cả, nhưng đấy là do các bạn không biết nhìn thôi, các bạn không biết nhìn, các bạn không biết cắt thôi thì các bạn khó tuyển chi thôi. Còn thực ra mà nói, một cái cây hồng để mà tuyển ra một cái dáng chi thì rất chi là đơn giản, nhiều lắm. Đấy, đây các bạn này, đây những cái cành này nếu mà chúng ta không cắt những cái cành này đi ấy, thì chúng ta có thể gọi nó là chi được không? Không bao giờ được chi được, bởi vì cái thân nó rất ngắn đúng không? Cái thân nó chỉ từ gốc lên đến cái đoạn nhánh này nó chỉ có tầm nó khoảng 30 phân thôi. Đấy, thì chúng ta có thể gọi là chi được đâu, bởi vì nó ngắn quá, chi nùn không tính. Nhưng mà nếu chúng ta cắt ở đây đi, đấy, chúng ta lấy đọc cái mầm giữa này thôi này, các bạn nhìn này. Đấy, bây giờ tôi bỏ hai mầm này ra ngoài nhé. Các bạn thử ngắm nó từ gốc lên đến đỉnh ngọn này nó có phải dài không? Đấy, nó đã, chúng ta đã có một cái cây chi coi như là hàng 6-70 phân luôn rồi. Đây các bạn này, đấy, đây là một cái cành chi khác này. Đấy, cái việc mà chúng ta cắt đầu cành đi là rất chi là quan trọng để chúng ta nuôi một cái mầm mới nó ra. Thì là nó sẽ tạo thành một cái thân thẳng, nẹp nó vào, thế là xong, rất chi là đơn giản đấy. Thôi thì clip của tôi xin tạm dừng ở đây. Nếu các bạn mà thấy hay, hữu ích thì hãy cho tôi một lượt thích, một lượt đăng ký kênh và nhớ chia sẻ cho thật nhiều cùng xem nhé. Thật nhiều người cùng xem nhé, để chúng ta có thể tự tạo cho mình những cái cây chi mà đẹp để trồng cho mình, hoặc là nhiều thì bán cho người khác. Đấy, rồi chào tất cả các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau ạ.